Nào, rồi các bạn cùng nhau nhìn lại bài số 14 ngày hôm qua nhé. Có con rùa và con thỏ thì con rùa chạy chậm hơn và con thỏ thì chạy nhanh hơn đúng không nào? Bài hôm qua yêu cầu chúng ta là tô màu cho con vật chạy chậm hơn. Vì vậy chúng ta đã tô màu cho chú rùa rồi. Còn hôm nay chúng ta sẽ tô bốn nốt cho con vật chạy nhanh hơn, đấy là chú thỏ các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ quay camera gần lại cho các bạn nhìn rõ hơn màu trên bài tập nha. Chú thỏ thì mình sẽ tô bằng màu hồng. Một chú thỏ hồng vô cùng dễ thương. Các bạn hãy chuẩn bị màu cho mình nhé. Ở đây thì mình có màu sáp và màu nước nè. Ta-da. Ok, bây giờ các bạn lấy màu hồng ra nào. Khi cầm bút các bạn nhớ là cầm bằng tay phải và cầm bằng ba đầu ngón tay các bạn nhé. Chúng ta tô màu cho chú thỏ màu hồng thôi. Đã là tô xong phần đầu cho chú thỏ rồi đấy các bạn ạ. Rất là dễ thôi đúng không nào? Tiếp theo là phần thân nè. Cuối cùng là phần đuôi. Chúng ta có những đám cỏ và những đám mây nhé. Đám cỏ các bạn tô bằng màu xanh lá cây cho giống với mẫu ở phía trên cho mình nhé. Đám mây màu xanh này trang đẹp hơn rất là nhiều rồi đúng không nào? Ok, bây giờ mình sẽ tô luôn màu cho chú thỏ ở phía bên trên cũng màu hồng cho giống ở phía bên dưới nhé các bạn nhé. Vậy là mình đã hoàn thiện xong phần tô màu cho hai chú thỏ rồi các bạn ơi. Các bạn đã tô màu xong chưa? Thời lượng của video đến đây thì cũng hết rồi các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và quan tâm video nhé. Thời gian tới thì mình sẽ cố gắng ra thật nhiều những video mới về các cái bài tập so sánh này, về hình họa học này, hoặc là các bài tập về các chữ số. Thì các bạn sẽ follow kênh để chúng ta không bỏ lỡ bất cứ một video nào nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.